phía bên trong này nó không có nằm mà ngoài mặt tiền, còn nó chính ngốt cũng được ha. Chiếc con ngôi chợ nào rất là khó khăn cho vấn đề giao thông. À kìa các bạn, à, xa xa lại mình thấy rồi, chợ Kinh Đào ha. Chợ Kinh Đào nằm trên trục đường số 1, à, Duy đang chạy vô là đường số 3. Duy sẽ cố gắng chạy gần, Duy review cái cảnh mặt tiền, à, review ngay chốc cái kênh, cái tên của chữ Kinh Đào. Trực thuộc thành phố Châu Đốc rồi, cho nên họ là nằm trên phường Vĩnh Mỹ các bạn. Giờ chiều rồi, cái lượng đi chợ cũng không có sung túc bằng hồi sáng, nhưng mà thường thường 4 giờ mấy 5 giờ là người ta cũng tập trung bắt đầu đi chợ. Nhưng mà bên đây có con kênh đào, đúng rồi, người ta mới gọi là chợ Kinh Đào đó các bạn. Ờ bên ra bạn ơi,
đi tham quan chợ Kinh Đào. Bây giờ chúng ta chia tay nha, và chúng ta tiếp tục ra quốc lộ 91 đi thẳng vào thành phố Châu Đốc.